vô được chí Dũng. Mấy tái cũng vẫn đủ sống rồi các chị. À chắc nó giống phụ bên tay con Dương này. Rồi thôi giờ mình cứ tiếp đi, cái thiên hạ không nghe được thôi đi. Còn mình đây, bên kia mở đi nha. Rồi nhóm tính tỉnh hảo nó chia làm bốn nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm tỉnh hảo chung, tỉnh hảo tự tha, bao gồm tiến, tiến, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sơn, trung bình, xã hay trung bình, tịnh, khinh, nhu, thích, phân thuần, chánh, thân, tâm. Rồi nhóm tính vô hạn, hai, bi, và tùy ý. Nhóm tính ngăn ngừa, có ba, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng. Và cuối cùng là nhóm tính trí tuệ, có một, là trí tuệ. Rồi, thuộc chưa? Thôi đó, năm nay tất thuộc hết. Hầu chuyện nhỏ thuộc hết rồi. Ai có thể đứng lên giống dạc kể lại hết nãy giờ. Trời ơi, làm lại. Thế giờ tôi kể được cái đó, cái gì cũng kể được tôi đó. Giờ không cần tôi nữa, cái gì phải kể. Có một nào bắt buộc chưa? Ừ, buộc tại chỗ luôn chứ mà ghê. Riêng mấy cái cuộc thi như thế này thì không tính online. Online đâu kiểm tra được. Tại vì tôi đâu có thấy được mặt mày đâu. Bật cam lên. Không tính luôn, tại vì bật cam nhìn thấy trước mặt thôi, sau mặt đâu thấy gì đâu. Mà trước mặt nó cũng không thấy gì luôn. Cho nên online có giá trị thị phi cao, do vậy không được áp dụng. Áp dụng người thiệt, việc thiệt. Mới bước một trả năm 28 thôi. À, năm 28 là tiên là 13 sở hữu tự tha. Trong đó có 7 tính chung với 6 tính riêng. 7 tính chung. Sai một xíu thôi là cũng được. Bảy tánh chung là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Sáu tánh riêng là tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. Rồi tới sở hữu bất thiện là có 14. Nơi đầu tiên là cái nhóm mà nhóm ngu. Nhóm ngu là đầu tiên nha, là ngu trước nè. Xong tới vua tàm, vua quý, phóng vật. Tới tham là tham, tạch kiến, ngã mạn. Tới sân là sân, tật, lận, hói. Nhóm hôn phần là hôn trầm với thủy miên hoặc là thủy miên. Là tiếp cuối cùng là nhóm nghi hoặc là cũng là nghi hoặc luôn đó. Rồi tới tiếp tục là tới nhóm tịnh hảo là có 25. Nhóm tính chung là có tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, quân bình hoặc là hành xã. Cái tịnh khinh nhu, thích, thuần, chánh, thân và tâm. Cái tiếp tục là tới nhóm tánh vô hạn là có 2, đó chính là bi và tùy hỷ. Tiếp tục là nhóm tánh chánh ngữ. Chúng đã gọi đúng tên nào? Chánh ngữ. Nhóm tánh ngăn ngừa là có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tiếp tục là nhóm trí tuệ, chính là trí tuệ luôn đó, là bên nhá tiếp hả?
thôi mà. Khi nào người ta biết mà người ta phải nói trước để không biết đồng trước đặng làm sao. Rồi đó quý vị hay sao? Quý vị hay sao? Mọi người thấy con có thiện chí không phải? Dạ thôi cho cơ hội gỡ lại cái điều đó một xíu nữa. Cũng y hệt như vậy nhưng mà chỉ theo thọ. Này nó nâng cao lắm luôn mà. Đúng có nâng cao là trả bảy bản nãy đó. Thì nó có thêm mấy cái chứ. Tức là bao gồm bảy cái hành tướng chung, bảy tướng chung là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, đi kèm năm thọ là khổ, ưu, thị, xã. Đó. Chỉ cần kèm theo cái vậy, kèm theo như thọ, cũng như kèm theo như thọ. Trời, chỉ một chữ ngăn ngừa thôi. Y chang như cái khiên đêm trên tàu. Một chữ thôi cũng đủ chết rồi. Này quen thành nết. Rồi, cho dò lại một phút đó, tôi xuống tôi lấy thẻ lên. Cơ hội sẽ cho thẻ nghe, hy vọng là vậy. Hốt nắm rồi này. Thời đậu ngữ với quả nữa. Tiếp tục lắm luôn á. Đúng chưa? Đi. Không có được, nó có dễ giải gì được. À, gán ai, gán thuộc nha. Giống như nãy nói đúng ra trả cái bản này là không có được thẻ. Tại vì bài học mình cũng học thôi. Nhưng mà do thằng kia cho nên xem như là kèm theo. Để chia bệnh một phút nữa chờ lại cái này trong khi một phút này để tôi đi in cái bản nêu luôn. Thầy có thể in nó nhớ rồi in kỹ yếu chưa chưa nhớ bàn lâu lắm rồi. Để nữa tôi gửi bản ký in cho nó chắc ăn. Bản ký cẩn thận, người luôn luôn thích cái đẹp cho nên mình phải giao những chuyện nhà bộ mặt đó cho bản ký. Dước người rụng tóc con. Cho hết mọi người đúng không? Chỉ những người nào không có thì mới cần cho thôi. Tại vì tôi in có mấy miếng à. Nó không có bàn lại là gửi file cho mọi người á, vậy nó tiện hơn. Chứ tại vì lên Google đánh bản điều cho mày. Chứ in miếng cái luôn cũng thấp như. Cái luôn lại gì nó dễ hơn. Vì cái bản lý bằng kêu chăm dán lên kháng nước đó. Ngày xưa có một cái chiêu á mọi người là lan dán trước cái mặt laptop nè, ảnh chỉnh luôn, cần quay laptop lên coi. Dán mặt này nè. Ngày xưa là gì á? Cho nó đặn dễ dàng. Dây sau khi thầy đi xuống dưới đó thì con nhấn cái chữ ring này dần nha.
Bạn muốn làm gì? Trong bóng canh vậy tới đến giờ nữa. Suy nghĩ ông đã quay rồi. Dạ, suy nghĩ gì? Mở cái tầm. Đến giờ. Bữa 45 là phải đúng 45 nghe. Đúng 45 nghe. Ông nhờ. Giờ tôi gặp người tôi phòng rồi đó. Chị nuôi vô hỏi. Vậy là để sẵn không ạ? Thấy chưa, thấy chưa? 2, 3, chuẩn bị, chuẩn bị. Chuẩn bị. Thật là cần sự chính xác. Không tới phòng rồi đó. Chưa gì tới tham phận. Ừ, nó chưa chứ nó. Đó. Tầm nhiều cái 45 giây trôi qua mà nó vẫn chưa xuống chuyến tới dưới. Cháy gì ai ăn kẹo gừng á không? Cái quét. Ủa với còn ăn không? Con cá cha đó ăn gừng không? Nhắc nhắc mới mới ăn nha. Rồi bên đây con lợn có heo gừng ăn không? Con này ăn không? Sao bỏ con này vậy? Từ từ gần nhà gần thì chuyển đi xíu dưới trước đi. Nhà gần từ từ. Cô nào vui quá à, sao bên đó không chạy nhanh chút đi chuyện tôi. Gừng 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 có hai gừng thôi. Để cái bữa này ký quá phải không? Có rồi. Gừng kẹo thời công nhiên rồi không ta? Nó xạo đúng không? Nó xạo quá con. Xạo đó. Cái cháy lẹ. Cháy lẹ xạo đó. Mới có một giây luôn đó con. Mà nó cháy quá. Nó muốn chắc nó mỗi cái một mặt hàng nó xài sẵn một ly xô qua là cháy hết rồi. Chả chút ơi thôi rồi con thôi tâm thế tâm thế sẵn thôi được rồi. Đầu tiên là xúc tưởng từ nhất hành mạng quyền tác ý là đi kèm với năm thọ là xả hỷ ưu lạc khổ à, tới tầm tứ tháng giải cần là đi kèm với ba là xả hỷ ưu hỷ thì chỉ đi với thằng hỷ thôi, dục thì đi với ba là xả hỷ ưu, xong tới nhóm si phần là đi với ba là xả hỷ ưu. Nhóm si phần là nhóm gì? Nhóm si phần là thằng ngu nè, thằng vô tàm, vô quý, phóng vật. À, xong tới nhóm tham. À, tham thì chỉ có hai thọ thôi, một là hỷ, hai là xả. Thì tham là tham tập kiến ngã mạng. Tới nhóm sân, nhân sân thì đi chỉ một thôi là đi với thọ ưu. À, sân thì có sân tập lận hối. À, thằng hoài nghi á, à, ủa chưa, hung phần. Hôn phần thì đi với thằng không, con để dành cái đó đi cho tôi trả lại. Nhớ hôn phần, hôn phần tới thằng hoài nghi, thằng hoài nghi đi với xã thôi. Đó, tới thằng tịnh hảo, tịnh hảo thì cái phần trả lại ha. Tới trước
với lại những nhóm tánh chung là tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, hành xả, tịnh, khinh. Rồi. Tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, xin lỗi, không có vô si. Không có vô si, tới hành xả, tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh, thân và tâm. À, nhóm tánh vô hạn là có bi, tùy nghĩ. Nhóm tánh ngăn ngừa là có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. À, nhóm tánh trí tuệ là có hàng trí tuệ, tức là hàng vô si đó. Còn một cái nữa không biết, còn nhóm hung phần chưa có gì. À, đi với thằng đi với thằng thủy với thằng xã. À, đây nhóm hung phần. À, hung phần thì con dễ nhất trong các nhóm này, nhóm hung phần đi với thằng đi với hai thọ, đi với ba thọ là ưu hỷ xã, đúng không? Đây. Hôn phần mà đúng rồi, ưu hỷ xã đúng, sanh đúng à, hôn sai chọn rồi, hôn là chậm là gì, là hôn chồng với chị Nhi. Sanh phần là gì chậm, sanh phần là sân tập luyện hấu. Sân có mấy thọ? Sân có một thọ duy nhất là thọ ưu. Tưởng mấy thọ? À. Tưởng hả? Thì có đi với năm. Đi với năm. Là ưu lạc xã hỷ ưu lạc khổ. Đi với năm. Thôi cũng được đó. Bù cho cái chỗ vô si rồi thật là si. Tặng cho thể ha. Khó khăn quá. Cái chúng chờ cho người ta lấy một thẻ dễ quá, mình lấy một thẻ khó khăn quá. Thâu cũng vô nghiệp con ơi. Rồi, mà gì con nhớ rồi. Kiểu vậy đó, con nhiều đó. Rồi có ai xin phong giống như bạn Trúc không? Thì cứ lên tiếng. Đó con. Đó, chả bản nêu đó. Chả đi chứ. Nói chưa? Tôi chỉ cho một phút nữa thôi, đặng vô nhân nhiếp hê tú xăng gà há. Nhân nhiếp nhiều cái hay lắm. Rồi mời con vâng em có thể đi
Bắt cái rồi. Thế giới là con đã đuôi, chỉ cần lỡ mắt kiếm thôi đã đuôi rồi. Khỏe nè. Sở hữu tạ tha. Sở hữu biến thành gồm có không có thấy đâu. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý sợ đó biến hành mình tới biệt cảnh. Biệt cảnh là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục sở hữu bất thiện nhóm tánh si phần. Si phần là có si si tà kiến ngã mạng si si phần đúng không si cái nhóm nó là nhóm gì nhóm si phần nhóm phần hành đó là nhóm gì nhóm đó là hỷ đó là hy lý mà hy lý không phải hẹp lục bá mới thằng vô tham không không đáng si mà si vô si vô tàm vô si vô tàm vô ý vô tàm vô ý tạc kiến hả sai vậy sao mày tà hoài chứ nó vậy nãy của con đó điều cỡ tạc kiến nó chỉ trong nhóm không sao không có thôi chạy giao lưu đó giao lưu cũng được phút sao rồi phút sao giao lưu nè si si vô tạm vô quý điều cử được. Tham phần là có tà kiến ngã mạn tham tà kiến ngã mạn gọi sân sân phần là có sân tật lẫn hói hôn phần là có hôn trầm và thị miên si ủa không hoài nghi hết chưa đâu còn một sở bất thiện là xong. Ở cái xã hội tình hảo là có tính niệm định tính niệm xả tính niệm tầm quý hỷ không tính niệm tạm tính niệm tầm ý tính để tên bình tĩnh nè tên bình tĩnh tính niệm tạm ý vô tham vô sân trung bình vô tham vô sân đúng rồi rồi tới một đống nè là tới tịnh khinh nhu thích thuần chánh thân và tâm được đó là nhóm nguyên cái đó là sở hữu tịnh hảo biến hành tới sở hữu nhóm tánh ngăn ngừa là có chánh người chánh nghiệp chánh mạng nhóm tánh vô lượng là có bi và tùy hỷ rồi nhóm tánh trí tuệ là trí còn ngăn ngừa nãy có nói là chánh nghĩa chánh nghiệp chánh mạng được chưa đủ rồi thỏ tiếp theo giống luôn bị giống hết chứ không bắt đầu tôi rớt sao nói vậy không rớt chưa vậy là lụi gì nè rồi vậy tôi rớt rồi xúc thọ xúc tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tầm tới tháng dạy cận thị tại sao không tầm thọ tại vì nó là sẽ không hợp thọ đang nói gì sẽ hợp thọ thì thọ nó kỳ tôi không cần phải để đến thọ thì sao lại nè là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý xúc không có thọ xúc tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải là mấy cái đó đều có sở hữu năm là xả phải khoai và cẩn thận tầm tứ thắng giải em phải chia ra đi em bật một lèo vậy chia học sai quá xúc thọ xúc tưởng tư nhất hành mọi người tác ý là có năm là xả hỷ ưu lạc khổ cái biệt cảnh là tầm tứ thắng giải
thủy ở dưới rồi tới cần thôi, tầm tới tháng giải cần là cũng năm, là năm rồi, năm năm gì rồi gộp trên như rồi mà vậy ba ba người ta đã chửi rồi mình ba. Chưa chết hay sao ba là gì? Ba là má. Xã Hỷ U. Ừ. Được. Thầy cũng sách không phải đâu. Sao không nhớ gỗ gà nó có năm rồi. Năm đâu mà năm rồi là mệt quá. Tới Hỷ. Hỷ là Hỷ có một là Hỷ. Hỷ Dục. Dục là có ba. Là xã Hỷ U. Si phần. Si phần. Si phần là si phần là mấy là si à, vô tạm vô ý là điều cử đó là si thì có ba ba thọ là xã Hỷ U xã Hỷ U à, tới nhóm si rồi tới sân phần thì có một thôi là u rồi tới tham phần thì có ba luôn à, có hai không có một có hai là tám phần tham đó, hai có là hai loại thọ hả, thọ xanh và thọ đỏ là hỷ với xả, không thọ xanh nhưng thọ đỏ đó, sao nó xanh đỏ cái tự nghĩ tới hỷ xả luôn, thọ đó, thọ xanh thọ đỏ hai loại, thọ cũng nhớ cái đúng luôn, hỷ với xả là tham phần rồi tới hôn phần là hôn trầm với tỷ miên có u với thì mình cũng là không phần là có mấy ta không phần có hai à. Có ba có thầy họ có ba người xã Hỷ U à, Hoài Nghi là chỉ có một là Hoài Nghi có một là U à. U với thằng Sơn rồi khổ tâm gì mà nó có Hoài Nghi tâm trong 12 tâm bất thiện tâm gì của mọi người tâm si sai tham phải không tâm tham gì tham sai bị dỗ quá ủa bây giờ ông nói gì chưa ông nói gì tâm gì tâm sơn đúng mà trời ơi quá trời luôn á nhất cái nào luôn á giờ si là hỷ không si đi về thì là hỷ si mệt quá si là cái gì trời ơi là trời si là xã hả si là xã hai cái tầm si được rồi xã mà si xã si ba luôn mọi người si hoài nghi si là bộ diệp chi nè nhóm tánh si phần si có 4, si vô tạm vô ý điều cử rồi. Si phần mà còn hôn phần là gì hôn phần là hôn trầm và thị miên là còn thị miên đúng rồi hôn trầm thị miên rồi nó đi kèm với họ gì xã Hỷ U đúng rồi hôn phần có 3 hoài nghi thì chỉ có một nhưng mà một là cái gì nè một là gì xã Hỷ U là khổ xã Hỷ U là khổ chọn đi chọn một cái xã Hỷ U Hoài Nghi xã. Ừ. Hoài Nghi đâu có bực bội. Hoài Nghi đâu có bực bội. Giờ mình Hoài Nghi mà mình bội thì rồi Tịnh Hảo. Tịnh Hảo thì nó có ba bà con nữa thôi. Không. Nó cái gì? Sao Tịnh Hảo? Có xã không? Có xã. Có u không? Có u không? Có u. Ừ. Tại sao Tịnh Hảo không có u vậy con? Tại nó thiện mà nó u được. Vậy Tịnh Hảo có khổ không? Vì là không luôn mà vậy xã lạc hỷ. Không có hai thôi mà xã lạc. Xã lạc hả? Vậy xã hỷ. Con nhớ là các cái tâm Tịnh Hảo màu gì? Con nhớ nó có màu xanh lá với màu đỏ. Có màu vàng đúng không? Không có màu vàng. Có màu vàng nhưng sao có lạc được? Vì là có xã với hỷ. Thấy lưu bút à? Không, phải có một sự lưu bút như vậy. Thiệt cố khổ. Ừ. Cảm ơn bạn đã giao lưu nha. Mà thầy coi nè, tưởng tư nhớ hình đó thấy đây đi 5 cái mũi tên. Thì đúng rồi. Ủa nãy con đọc từ sáng còn nữa.
Cô quá sai. Cô quá sai. Con biết luôn vậy là tốt đó. Nó nhớ 2 ngày là đúng nha, nó đặt hàng thứ 3 thì nó cũng đúng rồi con. Ở trên nó có một cái xúc nó quá mệt rồi đó. Ủa quý vị có thấy tôi không vậy hay là tôi đã đen rồi? Thấy nhưng mà nó không có trình bày. Được mà cũng méo chưa? Yếu quá vậy nè. Mạng méo gì đó mà nó yếu đuối á. Khuết được nhà con người ta, chứ người ta chìm, người ta không chìm mà hỏi sao khuết. Ví dụ như nhà máy nước ta không phát nước rồi con dùng cái gì con khuết thì có nước. Quên chồng mình nó không có. Có nè, bây giờ đăng ký 5G đi. Ừ, xài vệ tinh. Chắc chắn mạnh luôn. Xài vệ tinh. 5G luôn. 5G, hay có không? Vậy sao nó, vậy sao chưa nè. Có mồ bì, mồ bì có 5G không? Không, cô không ở đây, cô không biết. Nhưng mà hình như là có trên Việt Nam mình không, đã có 5G. Không, tôi chỉ cần 3G thôi là đã đợi rất là thôi, 4G ăn 3G nó còn yếu lắm à. Nó cũng phê lắm. Phê lắm. Rồi, ta hơi tú sang gà há. Ở đây Tâm và Tánh gom theo nhân. Tâm và Tánh gom theo nhân. Nó cứ tụt 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 qua dưới trời. Mà yếu thì sao cách nói TV vậy? Lại không thể chia sẻ màn hình được. Thôi vậy. Nó không cho chia sẻ mà sao không em được. Không lấy lại thôi. Tôi chia nguyên cái màn hình luôn thôi mày đều không? Sao? Thấy à? Một cục 7 màu quay tròn tròn. Đẹp lắm. Bên tôi vẫn còn màu màu đen mà cái hình ảnh nè. Còn bên kia là nó cục tròn tròn 7 màu. Này bỏ hình ảnh mình xem. Bạn có nghe nói gì không ta? Phải dạng tin nhắn người ta. Nhưng bỏ không nghe gì là ông thích rớt. Nó cứ nẻ tè tè hoài. Cái là nó không có cho, nó không cho, nó bảo là chưa đã lỗi chứ sẽ màn hình rồi. Chưa thấy chị cả. Không nhà khổ. Hôm qua mới trang đi. Bây giờ đi vô hết chứ. Rồi khỏi cuộc họp luôn, ra khỏi khỏi kia gì nữa. Rớt luôn, rớt trọn vẹn, bền vững. Em là không có rớt nữa, đã không có vô luôn. Em không có cơ hội rớt em đâu nha. Thôi cứ để đó đi nha. Rồi nhân ha. Rồi thê tú nhân nghĩa là bác mà cho quả sanh ra. Thê tú nhân nghĩa là pháp mà này có cái tài nó có sức đỡ cho nó bự quá cho quả sanh ra. Cho quả sanh ra. Cho pháp quả đó. Ai bà mở lo cho thiên hạ đi. Mọi người có nghe rõ không? Nghĩa là pháp mà cho quả sanh ra. Cho pháp quả đó trụ trên cảnh. Trụ trên cảnh. Gọi tên ra cũng là tiếng vui quá. Trụ trên cảnh và tiếng hoa. Quả tiếng hoa. Nó gọi là quả, nó gọi là nhân. Hiểu không? Ủa, nó không biết việc hết hả? Hả? Nhân thì không đưa tới việc. Có xanh không có trụ. Đúng rồi. Cái quả vì nó việc là nó có gọi cái tên gì đó. Việc như cơ pháp. Nhân nghĩa là pháp mà cho quả sanh ra. Cho pháp quả đó trụ trên cảnh và tiến hóa. Đó là vai trò của hành nhân. Được chưa? Cho mấy? Nó khác 173 nếu xài sách giấy không láng. Không có là 165 đó. Không láng. Giấy không láng, chà chà, để cái mặt không chà 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 vậy thôi. Cái này là giấy láng bò luôn. Láng, giấy láng. Giấy láng thì là 165. Giấy không láng là 173.
đặt chưa? Rồi. Ừ. Rồi, pháp quả sanh tự nhân như là pháp quả sanh tự nhân như là mặc dù là bất sắc nhưng mà tôi cũng không có khuyến khích lắm. Tại sao biết không? Tại không có chép. Đúng rồi, nhìn đây chép gì vậy? Chép vô tạp, nhìn nó phải chép vô tạp. Chép thì trang cũng được nữa con. Tại vì không chép là không có nhớ. Có cái quẹt quẹt sẵn cho mình chép lượng. Chưa đủ chưa? Ừ. Rồi. Pháp quả sanh từ nhân như là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp là thiện. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp là thiện, bất thiện hay vô kiến. Bữa sau tôi hỏi nó phụ tôi giết chết. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, bất thiện, thiện hay là vô ký. Như vậy có mấy chi? Vậy pháp quả có mấy? Có ba. Vậy pháp quả có mấy chi? Lọc. Pháp quả có mấy chi? Có ba chi. Sai. Ngữ pháp quả có mấy chi? Biệt. Phố pháp quả có mấy chi? Rồi sai. Bo pháp quả có mấy chi? Không nhớ. Chốt pháp quả có mấy chi? Tình báo là chính. Là gì? Tình báo có bao nhiêu đó hả? À, kết nó vô. À, khó thì là nên cái gì? Biết thì nói luôn. Tôi hỏi chị luôn á. Con chỉ biết có chính mà. Rồi. Kìa trả lời thì chỉ mình có gì tình báo con chỉ trước khi chỉ được hỏi bộ là thân thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp với thiện bất thiện người vô ký thì con nhìn đây con nói trả lời có là có thân thiện có thân bất thiện có thân vô ký có khẩu thiện có khẩu bất thiện có khẩu vô ký với ý thiện với bất thiện với ý vô ký. Cảm ơn. Đúng. Pháp quả sanh từ nhân có chính chi. Trời ơi, ba đồng mà ba ông nội. Thấy không đó, người ta ghi chành hành luôn đó mà đọc gì đó. Cẩn thận nha. Mở ngoặc ra chính chi giùm tôi cái đi. Ghi cái đó vô trong cái bài giảng của tôi nhìn thấy nó quê quá à, tôi không có ghi. Những cảnh như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc là trạng thái pháp có liên quan đến chúng sanh hữu tưởng hay vô tưởng, có tên khác nhau, lời nói khác nhau, nguồn gốc khác nhau. Những cảnh như sắc thinh, như sắc thinh, khí, vị, xúc là trạng thái pháp có liên quan, là trạng thái pháp có liên quan đến chúng sanh hữu tưởng hay vô tưởng. Đó. Hữu tưởng hay vô tưởng có tên khác nhau, lời nói khác nhau, nguồn gốc khác nhau, có 6 hay là 9 loại nhân, 6 hay là 9 loại nhân, người ta còn gọi là nhân đó, đó hay là căn, nhân hay là căn. Căn á, căn cội á, gốc rễ á, đúng không? Cho nên cái chữ thi tú á, trong thi chú phát thầy giá đó, nghĩa còn gọi là rót á, trong tiếng Anh nó là gốc rễ á.
cho nên nó dịch về bên kia là nó dịch là cái rẻ luôn à. Chắc khỏi lộn rồi. Kịp không? Mới kịp không? Kịp vậy ha, mình tiếp. Để tôi âm thầm trở lại xem tôi được chưa. Em không có đánh chị ơi. Tôi tắt xe, tắt xe cho nè. Nói bên đó chứ. Ừ rồi. Hy vọng là sẽ được. Chết tập. Tập em cũng đã không chết rồi. Ồ, được rồi đó. Mang đỡ mạnh trở lên sau khi mọi người đã rớt trở ra. Chưa thấy chị trẻ. Có là chị trẻ. Có thấy chị trẻ đó. Ok, kìa cô thấy rồi. Có hiển bài rồi. Con kéo lại nè. Cô thấy cái chết rồi. Coi cái này với coi cái đó thì cũng là câu thôi. Nhìn nó không có muốn chết. Viết bài viết dở nha. Thủ. Ừ. Để xem cái này là như cuốn tập đó. Chẳng vừa nữa mới chịu học cuốn này từ lật đâu cũng hỏi là không biết. Chắc không phải hỏi. Ừ nhớ. Rồi 6 loại nhân hay 9 loại nhân bao gồm. Bao gồm xuống hàng xẹt 1 chấm. Đó là Akusala Hetu. Akusala Hetu. Này đó gì? Tiếng Việt nó là gì? Nhân bất thiện. Nhân bất thiện. Tự dịch đi ha. Nhân bất thiện có ba. Đó là Lúc Thả. Nó là Đô Xã. Đó là mốt hả. Ờ, thiệt là dễ thương, thiệt là toán quá đi. Xẹt 2 chấm. Cú xá lá hề tú. Nó là thêm A vô. A lô thả. A đô xá. A mô hả. Được không? Nếu như ở trên này tôi đặt thằng này là cặp A. Thì thằng này sẽ là có trang sách. Thank you.
Vậy thì giữa thằng Kusala và Akusala là nó ngược nhau, nhớ nha, nhau nha. Nhưng mà nếu 6 là chỉ có hai thằng đó thôi đấy hả? Còn nó 9 là có thêm thằng đó. Đúng rồi, 6 là ở trên đó, 33 là 6 đó. Còn cái thằng cuối nữa, Abjad Cạch Bác. Abjad Cạch Bác cái túi của vũ khí nha. Nhưng mà nó đứng rồi, chờ xíu đi. Không biết gì chứ. Hả? Không biết gì chứ. Không biết gì chờ chứ. Ô thầy, sao ở đây hệ tú nó có gì nhân hay căn nè? Mà sáng nó quyền của mình cũng là quyền mới mặc ra căn chứ định. Căn nó cảnh khác cũng là cái từ căn. Rồi căn trong căn tình thức là nó khác. Căn mà hồi sáng của mình kia căn quyền á, là cái căn mà nó giống như cái căn tình thức. Còn cái căn này là gốc rễ. Vì căn này kia là cơ quan. Gọi từ Việt của mình nói là từ đồng âm mà nó khác nghĩa nó nhiều dữ lắm. Cho nên nó là trước một cái từ cứ đừng bao giờ ủa sao từ này nghĩa này mà bây giờ nó nghĩa này thì nó thích vậy đó. Cho nên mình cần phải đi trà cứu vốn tiếng Việt mình vô cùng phong phú, vô cùng phong phú. Sau quá trình ngựa điệu thì nó đã quay chồng tròn. Ồ, em cũng đã rồi. Đã có vô ký thì chưa không có dấu quá sáng rõ ký không có sáng rồi ký là có dấu vết à. Là vô ký là nó có dấu vết sáng rõ có dấu hiệu của sự sáng rõ là phức tạp quá tình giống động lực nào mà mới may đặt cái tên nó mới chỉ đặt cái tên với cái họ không phải dùng tên nè cũng cái sách đó nó có bài à? Hai hả? Có hai, tự thỉnh ba là có hai rồi hả? Hôm qua là năm đúng không? Có ba là năm. Năm, rồi cái này là hai nè. Tại vì không tôi nhớ là bà My có thỉnh cái này rồi. Hãy tú nó bằng nó là alupa adusa amo ha ủa nó hay hả nhiều hả rất nhiều. Học ở nhà gì mệt lắm, hôm qua con rất mệt.
nhà thì phải chịu gì đó cơ. Chị Hoa, như vậy như lúc đầu ở đây cái gì? Không, đến bữa nay con không thể ở nhà được nữa. Tại vì không còn cái mạng nữa, vậy. Chứ không hiểu sao ở nhà hả? Nó có tất cả những cái nút nhìn nhấn lúc nào cũng không được hết. Thôi, tôi đành bỏ ra đi. Cái này á, nếu mà mình ghi đúng á, là nó cái gì nè? Xẹt A K Xẹt K U Xẹt A P. Xẹt nên y tức là nó kèm theo cái mẫu của nó nữa mà nó tạo thành cái không gian vector á mà các bạn học á. Cái đó đang nữa nằm quẩn như vậy. Lỗi chứ nó là chính nhân đó. Rồi ở trong đây á, phải nhớ một điều như thế này. Cộng 1 Akusala thì tú. Phối hợp với Akusala thì tá. Kusala hetu. Phối hợp với Kusala ta. Abhyakata. Phối hợp với quý bạc cá chức tá. Quý hà cá chức tá. Kê ri giá chức tá. Kê ri giá chúng ta. Được không? Nhân dục trí thì giống như nhân của thiện vậy đó. Để cho quý vị dễ thuộc. Áp với các tái nghĩa là phu ký, tức là không phải nhất định như nghiệp thiện hay bất thiện. Quy bắt cá chích tá tâm quả sẽ đi giá chích tá tâm tố. Còn quá những sở hữu câu sanh được gọi là áp với các tá pháp du ký, bởi vì chúng là nghiệp, là những nghiệp chẳng phải thiện mà cũng chẳng phải là bất thiện, nó có tính trung lập. Nói chung là giải thích cái chữ áp với giá. Cũng dễ không? Tôi tìm cách khó hợp thì ta phải là viết luôn khó hợp thì viết là đưa có gì anh đi xin bác xong cái khá để đưa chất khác tập yếu đó. Yeah.
là đã kết thúc rồi, kết thúc rồi hả? Không kết thúc rồi hả? Đẹp có. Một cái vô gớp đi ơi. Không cứ gớp. Tại nãy nó kêu lên cứ gớp. Các bạn ấy tư tô không? Không. Nghĩa là gì biết không? Ví dụ hóa kêu rồi. Hôm nay tôi có làm về tư tô gì không? Vấn đề không ai biết thầy tô gì á. Ủa? Bộ gớp hết toàn diện không ai thấy gì đâu. Rồi, 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 mở TV lên đây con. Cảm giác này là nó vô được rồi đó. Con tắt thì từng hồi xa như vậy đó mọi người. Không bị thợ nữa. Chị thợ không bật đâu. Không bật lên cái chi. Tôi là phải ghi nhớ luôn. Thôi giờ nó thấy nè. Mẹ em như thế này cũng cho em như nhé. Cái đó là cái này không có phải chấm bằng mắt ai á, nó bị thừa. Nên nó như vậy. Nhiều người. Lên ngồi. Cái gì vậy? Để cho nó coi cái gì. Đừng coi. Lỡ lại tới nè. Giống như là đánh không đúng không? Đúng. Đánh không thì thấy. Trời, giống như học hồi đó học với cái khuôn này là không thực lòng nè mọi người. Ồ, hiểu rồi đó ha, trên đó là phải thực lòng đó. Dạ, hiểu. Đây dễ như thôi. Tại vì tới con một cái thời tướng khuôn vậy là chị nhỏ nó phải thực lòng. Tại vì á, cái này là nền tảng căn bản nhất. Không có thuộc cái này là không có vô trong API được. Tại vì mỗi cái thứ API nó tùy nhân mà ra hết à. Mình vui nhớ nha. Cái gì mà thù thắng. Cái gì mà thù thắng nè à? Nhưng viên mà trong viên thì cái gì đầu tiên nhân gì đó nhớ chưa, nhân vô cùng quan trọng luôn, đó là thầy cơ sở. Ví dụ tất cả những cái thứ mà sao du học ở trong lớp 10 đó, và phương trình đường tròn, đường thẳng, elip, cô nít các kiểu đó, nói chung là phương trình cắt đường luôn đó, đều đặt nền tảng căn bản trên cái hệ cơ sở vector y y là không một y là một không. Nó là toàn bộ hệ thống, tất cả những thứ đẻ ra sao đều từ đó mà ra hết. Cái đó là gốc rễ, là cội nguồn, cũng giống y hệt như vậy. Tất cả những thứ khác mà nó đẻ ra, nào là tâm nở tâm kia các kiểu, thì gốc từ đó, từ mấy cái này ra xong rồi. Rồi. Tìm thấy cái tivi thì không kết nối được, hoặc kết nối bị lỗi. Quá mệt mỏi. Có hết chưa? Bây giờ tới phân tâm thiên nhân. Tâm thiên nhân. Phân tâm thì là phân chia nha, chứ không phải phân tâm học nha. Phân tâm theo nhân gồm hết rồi đó. A hê chú cá chết tá A hê chú cá chết tá. Hay tu cá chích tá là gì vậy? Vô nhân tâm vô nhân. Tâm vô nhân có mấy? 18. 18. Vậy thôi. Chia làm mấy loại? 3 loại. Rồi, cái loại thứ nhất nó là A cu sa lá vi pa cá chích tá. Cù xá lá quý bá đứng ở đây cá cái bệnh dịch rồi dành cái đồ cua chứ đúng
Rồi tiếp theo là Akusala này mấy? Akusala này có 7. Xong tới Kusala, Quý Ba Cá, Chúng ta có mấy? Có 8. Rồi tiếp tục là Ahetuka trên giá chúng ta. Ahetuka trên giá Ahetuka Kusala. Bây giờ còn thêm Ahetuka nữa. Ahetuka Kusala. Ở trên 7 là tâm quả bất thiện. Đúng rồi, phải có thêm Ahetuka tôi thêm vô nha. Cái này là tôi thêm vô, tôi ngứa mắt tôi thêm vô giá sách nào không có. Trời ơi, gì luôn nè, đẹp. Ahetuka Kusala Rupakachita. Đúng chưa lâu. Dưới này là Ahetuka cùng không cái này Kiriya thì Kiriya Chita. Thì cái đó nó có bà tổ luôn nha. Tôi bỏ hết cái gì rồi. Nên cho thuộc cái gì tôi bắt buộc phải thuộc tiếng Việt. Tại vì tôi ghi tiếng này không cái đâu có biết nó là gì, tôi dò lại câu nó là gì ha. Thuộc đừng làm. Đó là âm mưu thủ đoạn. Mà thiên hạ gọi là phương pháp giáo dục. Dịch đôi qua dịch hay chậm thôi. Kể không sao, cứ từ từ vậy cái nó quen. Âm tốt thì âm bất thiện hay bất thiện? Đúng. Âm tốt thì đâu có thiện bất thiện hay đâu. Đã tốt rồi mà. Tốt rồi. Âm tốt là tâm của bậc thánh. Tâm không sản sinh ra những nghiệp tiếp tục luân hồi. Nghiệp bất thiện thì tiếp tục sản sinh các nghiệp để luân hồi. Pháp chỉ có bấy nhiêu thôi. Đã tốt rồi mà không thiên bất thiện. Ừ. Rồi được chưa? Anh hết tu cá chưa? Ừ, trời ơi. Đáng xá hết tu cá cái này nhớ nhiều quá. Duy á sẽ học được cho bài. Giờ cho bài hãy ghi. Hetuka, Sahetuka, Sahetuka, Chitta. Không có phải là vô nhân. Không có phải là vô nhân. Tâm không phải là vô nhân. Có 71. Tâm không phải là vô nhân. Hay gọi là nhân tâm hữu nhân. Con tưởng nó sẽ giống như phi tưởng được. Tại vì á, nếu gọi là tâm hữu nhân á thì chưa có thể ghi là hê tu là hê tu cá chứ tá là tâm hữu nhân, mà cái này là xa hê tu cá, ở trên là a hê tu cá được không, ở trên là a hê tu cá là vô nhân, thì ở dưới là phải là không phải vô nhân, rồi mình mới vô là xa hê tu cá. Vì sao? thì nó cũng là hê tu cá chứ tá thôi, tại vì cái thích vậy chứ không ấy mày. Cái tiếng ở đây là nó không bỏ chữ A đi thì nó lẹ hơn, mà nó thêm cái chữ S vô. Ừ, chỉ nó mới nhiều vậy đó. Nó mới nhiều loại. Rồi, ở trong đây nó có 3 loại.
tại mày là tâm hữu nhân nha, tự ghi tiếng Việt nha, tôi không ghi tiếng Việt nha, tôi trả chỉ trả Bali thôi, không cần trả tiếng Việt. Trả thì không cần trả tiếng Việt nha, tôi hỏi thì tôi hỏi tiếng Việt. Tại vì tôi đâu biết hỏi Bali. Cái gì cũng nhận nữa. Thứ nhất, thịt cá hay thịt cá? Thịt cá. Thịt cá. Thịt cá. Mày nghĩ gì ạ? Thì cá là tự ao một giỏi vậy là tâm một nha, à, tâm có một nha, tâm có một nhân, tâm có một nhân là tấm gì, có hai tâm rồi, hai tâm rồi, ừ, hai tâm căn si, hai tâm căn si chỉ có có một nhân thôi, là mô há chích chích tá tâm si, nó chỉ có một căn thôi, đó là gì, một cái mô lá, à, mô há, à, một căn si. Căn đó đúng chưa? Loại hai, rí hay chú cá chích tá? Nó có 22 tầm hai nha, 22 tầm hai nha. Hai mươi hai tâm hai nhân nó chia làm các loại sao? Thứ nhất là lục phá mua lá chích tá, có tá lục phá mua lá chích tá, à, mua lá mua u có vậy, lục phá mua lá chích tá thì nó mấy căn, có hai cái mù lá, có hai cái mù, hai cái mù nó là gì nè, tham si, ờ là lô phá cộng với mô hả, dễ hiểu không? Loại thứ hai, à ở đây á là nó mấy tâm, đây lô phá nó có mấy tâm, tám tầm tham, rồi cái loại thứ hai nó là đô xá mù lá chích tá, đô xá mù lá chích tá, cái này nó mấy nhân, hai cái mù là cái gì vậy, cái gì, cái đô xá cộng với cái mô mô hạ, được chưa, nó mấy tâm, hai tâm. hai tâm. Rồi cái loại thứ ba là tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới tịnh hảo, này nó hơi dài nhưng mà thúc cậy ghi luôn này, có đóng khung hay gọi là tâm tịnh hảo cũng được nữa, nhưng mà thôi ghi hết cái này cho nhớ. Ca má supana số á né nhà né nhà né viết phá giúp ta
giết ba, giết ba, giết ba, giết ba. Cái tâm tịnh hảo à, nó có hai nhân là nó có hai cái mù là gì vậy? Gì vô vô tham và vô vô sợ à. Ở đây là quyết bá quyết tá, có nghĩa là nó khác với sâm bá quyết tá. Quyết bá quyết tá nghĩa là gì? Học rồi, quyết bá quyết tá a biết không? Ba một quyết bá quyết tá nghĩa là gì? Sâm bá quyết tá là tương ưng, đúng rồi. Ừ, bất tương ưng, bất tương ưng, bất tương ưng cái với cái nhà ná. Nhà ná là gì? Chỉ bất tương ưng chỉ rồi. Tôi tô màu từng chữ cho nè. Đó, chạy ba ly luôn đó. Từ từ quen nè. Đây là cái sự kết hợp đó, ba màu đó, được chưa? Thì cái tâm của nó là vô tham và vô sân là a lô bá cộng với a đô đô xã. Cái này có mấy tam? Cái này có mấy tam? Hả? 12 là những tam nào? Kể ra. Tại vì trong sách nó có 12 mà đâu có kể ra đâu. Thì chú đẹp 12 thì chú nói vậy coi. Nhưng mà 12 đó là 12 ngày lô bá là. Nè, cái chuyện chết này nha. Cái chuyện chết không chết nghe tức thời. Rồi, cái là tâm gì? Tính Dùng tư duy cho nên vừa kêu cái bo. Cái này có học chưa? Có học bánh mì rồi. Ô la 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 la. Dục giới tịnh hảo có mấy tâm? 24. 24 nếu như tôi chia nó làm 2 thì nó ra mấy? 12. Vậy thì tôi căn cứ cho tiêu chí gì để tôi chia 2? Có thể căn trên thọ để chia là thọ thọ hỷ và thọ xả. Có thể căn cứ trên tương ưng gì? Tương ưng trí để chia ra thành 12. Tương ưng trí và 12 bất tương ưng chỉ. Vậy thì 12 bất tương ưng trí là ở đây. Vậy 12 bất tương ưng trí đó, 12 bất tương ưng trí tôi chia thêm nè. Đó, cái này là của tôi nè, không phải của sách nè. Nhưng mà tôi không có tô màu nha. Cái thứ nhất của cho 12 bất tương ưng trí nó có cái chi đây? Nó có cú, xá, lá, chích tạ. Cú xa lá, cá má, chích tạ. Cá má, chích tạ. Nó có gì nữa? Không rõ. Nó có gì nữa?
nó có quý, hà, cá, cà, má, dịch tạ, nó có gì nữa? Kiriya. Yes, kỳ, ri, giá, ca, má, dịch tạ. Đó, mỗi thằng này mấy? Vì mỗi thằng là 8, mỗi thằng là 4, 4 x 3 12. Đó, cái này là cái tôi thêm vô. Không có trong bài. Từ không nổi cái thằng. Đó. Thì lấy cái từ ưng thôi. Cái gì có thấy không? Không. Có mà, nó lên rồi mà. Tôi kinh nghiệm này. Cái đó của tôi vậy dễ rồi nó là nó đang ở cái hạng mục là hai nhân đúng không? Hai nhân hết rồi đó quý vị, qua tới hạng mục tí tí hình tích khác, tí hình tích khác, tí hình tích khác, tí hình tích khác, ba xẹt ba tí nè, thế tú cá chích tá, tí thế tú cá chích tá này nó có 47 chia vô ăn một chấm, trong đó có 12 cái cá má đó, hồi nãy chế đó, hồi nãy nhưng mà bây giờ không phải là whip mà là nó là Sam, nó là Sam, Sam bá giúp tá trừ nó là Sam bá giúp tá, rồi nó đơ cũng chờ trong giây lát sửa cái chữ whip thành chữ Sam xong. Tại vì khi mà mỗi lần mà tôi tô đậm là con khác nó chạy ra cho nên nó chậm cái con này, con quẹt rồi nó chặn nó đơ luôn rồi. Máy dễ đơ mà còn cài dùm linh nữa, cái làm ghi mà còn thiệt nữa. Đó, sẵn bao nhiêu ta thì cái này cũng đưa vô. Cho nó dễ. Mười lăm rồi
Chính xác nó chỉ là tương ưng trí thôi chứ nó còn cái tên siêu thế. Thì nó mới đủ ba luôn. Đâu có. Nó là ca má su pa ná ca ná là nói ba nhân luôn. Không, nó đủ ba nhân luôn. Là am mu há luôn. À ru ba chích tá. À ru ba chích tá có mấy chốt? 12 cộng với 15 là 17. Tâm đáo đại. Nên là tâm đáo đại. Còn tâm siêu thế không gọi tâm đáo đại. Siêu thế mà sao đáo đại? Thì em như đấy sắc giới về sắc giới gì vậy? Sắc giới vô sắc giới cộng lại gọi là đáo đại. Đại là lớn, đáo. Đá là chạy rớt rồi. Đá là chạy. Thôi, con đừng có đáo nữa, con dễ về đi. Số 3 nhớ động cái này thì đó. Là 8 cái tâm lô quốc ta ra chích tá. Lô quốc ta ra chích tá. Lô quốc ta ra chích tá. Ra chích tá. Tâm siêu thế. Nó có 8. 8 tâm. Rồi trong cái 8 cái tâm này á, nó có gì chậm? Này cũng không có, làm không có nữa nè. Được chị ra. Nó là mắt gá chích tá. Mắt gá chích tá có mấy? Mắt gá chích tá có 4. Rồi tiếp tục 4 nữa. Đây là há lá. Há lá chích tá. Tôi vô trở lại. Vô trở lại đi. Chưa, chờ nó hiện nút lên cái xe được. Cái cắm gần bỏ lên chứ. Chưa hiện nút nào lên hết. Rồi lại lên được nút nút âm lượng. Rồi lên được nút trình bày. Từ từ quá ha. Nó phải từ từ vậy đó. Tôi mà nhanh quá là nó sẽ đứng. Tôi phải thao tác từ từ. Cứ từ từ. Rồi, được chưa? Quan trọng cực kỳ luôn. Rồi giác luôn. Rồi giác luôn.
chú thấy ba cái không? Ba cái gõ gệt chưa? Lỗi rồi, gọi tôi rớt rồi. Rớt bè. Rớt bà à, vậy hả? Dạ. Ồ, thôi nghỉ. Chỉ có cần có riêng cái lại sao? Bảo trần tàn tiếng nha. Bảo trần tay là nghỉ đi. Trễ rồi. Nhưng mà chứ xong là có mấy câu rồi. Để tôi chụp lại.